Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào tụi em. Dạ chào chị em. Chào anh Quốc Hưng. Xin chào. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Lê Quốc Dũng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện là chuyên viên nhà nước. Còn em? Em tên là Bùi Thị Nhi, năm nay em 25 tuổi, hiện đang là cũng công chức nhà nước. Nhi với Dũng là quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Trời. Lúc đó thì em 20 tuổi, vợ em thì mới 15 tuổi à. Vợ mới 15 tuổi thôi à? Dạ. Tình cờ trong cái dịp tập văn nghệ của phường á, em thì tập hát, còn vợ em tập múa. Vô tập thì thấy cái cô này đứng ở giữa nữa mà rất là xinh, cho nên là mình cũng có cảm tình. Khi mà tập xong á, mới lại làm quen, hỏi em tên gì, có cần anh đưa về không? Vợ em cũng đớp chát dữ lắm. Đớp chát làm sao đâu? Anh thích đưa về thì tí nữa em tập xong anh đưa đành về. Đành đá lắm. Với lại hỏi xong thì mình biết là nhỏ tuổi rồi, thì mình mới hỏi là em ơi có cần anh bỏ gạo để nuôi em không? Nếu đó là anh muốn thì cứ đem vô nhà em. Lúc mà bóp chát vậy chứ trong lòng là có cảm thấy cảm mến không? Dạ không, lúc đầu em thấy anh bận đồ nhìn cũng lúa lúa vậy, được có cái mặt mà bảnh bảnh thì nhìn cũng hơi có cảm tình vậy thôi chị, chứ chưa có ý định gì đâu. Rồi đến bao lâu thì bắt đầu mới quyết định tỏ tình và chiếm lấy được trái tim của người đẹp này? Dạ 16 tuổi. Trời, lúc mà em biết cô này 15 tuổi, em có dám nghĩ tới chuyện là đeo đuổi yêu cổ không? cũng chưa có nghĩ là sẽ theo đuổi, sẽ quen nữa. Khi mà tham gia chương trình văn nghệ thì dần dần thì thấy cái tính cô này cũng được. Lúc đó là cũng đi làm phụ giúp gia đình rồi, không có đua đòi, với lại hợp nhãn nữa, cho nên là mình tấn công luôn. Lúc đó gia đình em biết chưa? Dạ chưa, tụi em quen 8 năm rồi, ở nhà mới biết á. Tại vì thường á là anh này vô chở đi là thường là đi tập văn nghệ. Rồi ở nhà cứ tưởng là anh này làm ở ngoài phường, nhưng mà thực chất là anh này tập chung chứ anh này chưa có làm ở ngoài phường. 8 năm gia đình mới biết, nhưng mà bác sĩ có biết không? Dạ chưa. Không. Phải hỏi như vậy. Tại vì từ trẻ con bắt đầu là đến cái giai đoạn chuyển đổi đó. Từ trẻ con nó qua tới người lớn. Mà người lớn thì... Em hiểu không? Giờ, em, dạ, hiểu không? Em hiểu không? Dạ. Sao hay vậy? Sao chị không hiểu vậy? Chậm quá vậy. Vậy em không hiểu. Chị khờ quá vậy, không biết nữa thiệt à. Đương chuyện này, một chuyện nó đang hết sức là bồng bềnh, hiểu không? Nó làm cái phọt, cái vô tuyết trong địa ngục luôn. Có nghĩa là ảnh muốn hỏi là vậy đó, mà khẳng định là không vậy đúng không? Thôi bây giờ em, theo như em nói là rất là xinh đẹp. Vậy thì chắc chắn anh này rất là ghen đúng không? Anh ít ghen lắm, anh ngộ lắm, mà ngộ lại em ghen không mà. Dạ ghen dữ lắm. Rồi lúc lấy rồi cũng vậy? Cũng vậy luôn, cũng ghen dữ lắm. Coi như thủy chung như một đó. Cái lần ghê nhất là lần nào? Là lúc đó là vợ em đi Đà Lạt á. Thì em ở nhà thì cũng có cái người bạn đó, cũng sinh hoạt chung trong đoàn á. Cũng quen biết làm quen rồi xin số điện thoại, rủ đi uống nước. Chỉ đi có một lần xong rồi về. Sau một thời gian á thì vô tình á, cái người đó lại nhắn tin cho em. Lúc đó thì vợ em kế bên nó mới nhìn qua, liếc qua, nhìn cái số điện thoại, nhớ số. Rồi lúc đó đó, xong rồi về nhà bắt đầu mới điện, nhắn tin với lại cái người đó. Em nhắn gì? Cái nội dung là nhắn là, ủa bạn là ai? Bạn có biết là cái người đó đã có bạn gái hay chưa mà sao bạn muốn xen vào hạnh phúc của người khác? Bạn như vậy là con người không có đàng hoàng. Nói chung là cũng sử dụng những cái từ mà, tại vì mình tức lên rồi mà. Trời ơi! Đâu có điểm kiềm chế được. Có con này con kia nữa. Trời ơi! Không có ảnh gì đâu. Để ông nói đi, ảnh gì. Có sao nói vậy mà. Đòi đánh lộn. Đòi hẹn nhau không mày. Đòi đánh lộn mà cái người cái đó, cô đó kia, cái cô kia đòi quýnh em. Trời ơi, rồi lúc đó em sao? Dạ em cũng tức quá, tự nhiên đòi đánh người yêu mình cũng nóng lên. Nói nếu mà người yêu anh có làm cái gì mà nói gì á xúc phạm tới em thì anh thay mặt cho người yêu anh xin lỗi em. Còn nếu như mà em mà đụng tới người yêu anh là anh không có bỏ qua đâu á. Hay rồi sao rồi cái cô đó làm sao? Từ đó là cũng như cắt đứt quan hệ luôn. Nhưng mà chị hỏi nè, có nghĩa là lúc mà em lấy chồng em rồi á, dạ, mà em vẫn còn ghen. Mà ghen là ghen cái gì? Từ lúc lấy tới giờ thì chưa có cơn ghen nào mà thịnh nộ hết. Vậy như mình đề phòng thôi, thấy ảnh nhắn tin với cô nào là phải vô kiểm tra trước. Dạ lúc nào về là điện thoại của em là vợ em cũng giật lấy. Rồi kiểm tra tin nhắn, kiểm tra số điện thoại, kể cả tài khoản Facebook hay là Gmail gì đó là cũng quản lý hết. Facebook của mình mà vô là tự nhiên đổi mật khẩu luôn. Trời. Tới chừng em đăng nhập vô Facebook không được. Cũng nghi là vợ thế nào cũng đổi. Bây giờ còn không? Bây giờ. Dạ còn luôn. Anh biết sao mà em phải đổi mật khẩu không? Tại vì thường là mật khẩu đó thì ảnh sử dụng là số điện thoại của ảnh với lại tên của ảnh, thì em biết em vô cái tự nhiên cái lần đó vô là không được. Cái hỏi ảnh mật khẩu mới thì ảnh lại nói cái tên của một người con gái khác. Anh cảm thấy gì anh tấn công thì em phải vô đổi mật khẩu khác. Không cho ảnh hay luôn. Vậy ta tạo một cái Facebook khác đi.
Dạ cũng có chứ, tạo Facebook khác nhưng mà vợ cũng quản lý nè, cho nên là không có dám xài. Tại sao em lại kiểm soát chồng một cách gắt gao vậy? Chắc chắn phải có cái phốt gì đó. Tại vì em thấy là cái anh này anh hiền, nếu mà bị gái đẹp dụ dỗ với anh không cưỡng lại được, anh bị sa ngã nên em phải quản lý từ đầu. Trời ơi, sa ngã không em? Sao mà em để vợ không có tin tưởng mình vậy? Chắc là vợ thương em nên mới làm vậy. Trời ơi, ông này ở nhà chứ thế nào bị vợ đánh làm sao rồi. Lên cái gì đó, nó rượu rượu thì sao á, thiệt á. Có không? Dạ đánh hoài rồi. Thôi vợ. Lúc mới quen mà khi mà em dắt về gia đình chơi thì lúc đó thì có làm cơm, ăn cơm với gia đình xong rồi hai đứa ra rửa chén, thì trong lúc rửa chén thì vợ em mới, lúc đó là bạn gái mới đánh em cái, đánh yêu thôi, nhưng mà mẹ ngồi ở trong thì mẹ thấy, cái lát nữa vô mẹ mới nói: ê mày, nhỏ này tao thấy mày mốt chắc nó về nó nuốt mày. Rồi là nuốt thiệt đó. Dạ, nuốt thiệt. Hiện giờ em đang trong tình trạng bị nuốt đó phải không? Dạ bị nuốt. Mà cái chính là bây giờ nuốt, bây giờ nuốt tới đâu rồi? Dạ nuốt trong tim. Mà nè, nếu mà nghe kể như vậy là rõ ràng là ở nhà là cô này là kèo trên rồi phải không nào? Vậy có khi nào em được cổ chăm sóc đến nỗi mà chăm sóc tận răng luôn? Dạ đúng rồi. Thôi trời. Vậy có khi nào mà chăm sóc tới tận râu luôn không? Dạ có luôn. Trời ơi. Có. Dạ. Có nhổ râu luôn. Bắt phải cạo râu mỗi ngày. Bắt cạo râu. Dạ, em thì em không thích, tại vì da mình mà cạo riết nó mòn. Trời ơi. Dạ. Cho nên là mình cũng phải để nó dài dài chút xíu rồi mình cạo một lần. Chị bảo anh khuyên em đừng bao giờ cắt tóc hết nha. Dạ. Cắt riết em mòn y chang anh luôn á. Rồi có khi nào em đánh răng cho chồng em không? Không có đánh răng, nhưng mà nặng em để sẵn, bắt tối khi ngủ là phải đánh, mà có mấy ngày là biến là trốn lên không đánh. Rồi vợ em có bắt em làm cái gì nữa không? Kêu làm đủ thứ hết à. Mà chồng mà không làm á là giận, là chiến tranh lạnh. Là nhiều lúc khóc nữa. Thấy vợ khóc là chịu không có được. Thì em phải xuống nước năn nỉ, rồi em làm để cho vợ em vui lòng. Rồi bây giờ anh hỏi nè, em muốn chồng em thay đổi gì? Em muốn chồng em phải quyết đoán hơn. Tại vì những cái việc trong gia đình á, cái gì anh cũng hỏi em á, mà những lúc mà mình muốn hỏi, mình không có tự chủ được cái việc làm đó, mình hỏi ý kiến của ảnh thì ảnh không có đưa ra được cái quyết định đó. Ảnh nói là tùy em cảm thấy sao mà thích hợp thì em làm, vậy thì em hỏi anh làm cái gì nữa. Tại vì mỗi cái mà em quyết định á thì vợ em không có hài lòng, mà vợ quyết định ra thì mình thấy cũng tốt. Có nghĩa là ở nhà mọi chuyện là em quyết hả? Dạ. Từ việc lớn tới việc nhỏ, từ trong nội bộ gia đình cho đến ngoài xã hội là em quyết hết. Công việc riêng của anh thì anh tự quyết, em không có liên quan tới công việc ở cơ quan anh. Ừ. Những cái gì mà liên quan tới em, tới gia đình thì là em quyết hết. Là em quyết hết. Dạ. Mua sắm tất tần tật. Dạ đúng mọi rồi. Thứ rồi. Từ việc sơn cửa màu gì, đi mua nước sơn em sơn, mua cỏ em mua, về nhà phân công anh sơn, cậu hai em sơn. Trang trí nhà cửa. Trang trí nhà một mình em, đi hết. Đặt tủ kiểu sao, dài bao nhiêu, ngang bao nhiêu, em tự kêu họ vô đo tự đóng, rồi báo chồng là hôm nay có người đó vô gắn tủ. Rồi vậy thôi, chồng em chỉ việc là nghe việc em chỉ đạo chồng dẫn người vô làm thôi, chứ không biết một cái gì ở trong nhà. Vậy đó, là giờ em muốn chồng em có nghĩa là phải quyết đoán hơn, chứ không phải là em. Nhiều trường hợp thì anh cũng phải tự động đứng ra quyết đoán, để giống như mình là cái người đàn ông, người trụ cột trong gia đình. Ví dụ như vợ mình mà có cãi lại cái suy nghĩ đó thì anh cũng phải phân tích làm sao cho vợ hiểu là cái quyết định của anh là một quyết định đúng đắn hơn của vợ. Em thích như vậy hơn là ví dụ như anh nói ra cái em bác bỏ, em nói theo ý em, cái ảnh cũng chịu thôi làm theo ý em. Thật sự không phải là em không có chính kiến, nhưng mà những cái mà vợ mà ra cái quyết định á thì mình thấy cũng phù hợp và nó cũng tốt nên em mới chấp nhận. Nếu như mà có những cái gì sai thì em cũng sẽ cản. Nãy giờ em nói đó, cản xong rồi vợ em bẻ lại cái em thấy ok rồi đó. Rồi dạ, thì nói chung là mình cản, nói cái đó thôi không được. Nó vợ nó em thấy được làm được, nó vậy vậy em làm đi. Thì cũng như không. Bây giờ theo chị á, thì hai đứa nên dung hòa với nhau 10 điều của quyết định, thì ít nhất em phải tìm ra được một cái điều nào đó mà em phải là người quyết định. Yeah. Em nói không, cái điều này anh nói là đúng. Thực sự mà nói, có đôi lúc á em làm gác phê ngược á, vợ em sẽ thấy yêu em nhiều hơn nữa, rồi thấy cái cuộc sống nó mặn mòi nè, nó có nhiều gia vị, nó không bị đơn điệu đó. Lâu lâu em phải thức tỉnh, giống như con ngựa mà em là cái người nài ngựa đó, em phải biết nài, tại vì em lớn tuổi hơn, em là chồng mà, đúng không? Dạ. Yeah. Suy nghĩ đi. Rồi. Cái cách làm sao. Yeah. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Dạ. Yeah. Yeah. Và
Và sau đây là phần kiểm tra huyết và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một coupon mua hoa trị giá 3 triệu đồng đến từ Flower Box. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ mỹ phẩm của Vĩnh Tân trị giá 2 triệu 280 ngàn đồng. Và món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Được sản xuất theo bài thuốc dưỡng sáng hồng da, da truyền hiệu quả vượt trội, tác dụng bổ gan, mát gan, bổ thận âm, cân bằng nội tiết, dưỡng sáng mịn da từ bên trong, dùng cho người bị nám má, tàn nhang và khô sạm da. Và cuối cùng đó chính là một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân, cùng kèm theo đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và bây giờ chúng ta qua phần kiểm tra hiểu ý. Xin mời các cặp vợ chồng đau lưng lại. Các bạn nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn thích mặc váy màu gì? Rồi, cặp vợ chồng bạn hãy cho biết vợ bạn thích mặc váy màu gì? Em màu trắng. Màu trắng. Rồi, bên đây. Màu gì? Màu trắng. Màu hồng. Rồi, trời xong. Ơi. Rồi xong. Rồi. Như vậy cặp vợ chồng của bạn sẽ ưu tiên chọn một trong bốn màu này. Chọn đi. Màu xanh. Màu xanh đi cho nó nhanh. Bây giờ để chồng quyết. Dạ màu xanh. Màu xanh. Đó. Rồi. Bên này để vợ quyết. Dạ màu đỏ. Màu đỏ. Của chị đó, chị quyết đi chị vô. Tôi đây, màu hồng. Tôi đây. Rồi để Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước nha. 3, 2, 1. Rồi. Ai sẽ dính cước chùi nồi? Giữ em. Em thích cước chùi nồi. Em thích cước chùi nồi đúng không? Bây giờ đi coi hai cặp vợ chồng này chúng ta ai sẽ nhận được cước chùi nồi nha. Vào một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân nào. 1, 2, 3. Mở lên, mở đi em. Xin chúc mừng cặp vợ chồng của bạn đã may mắn nhận được ta một phần quà 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất. Xin chúc mừng bạn và may mắn nhận được miếng cước chùi nồi. Với chúng tôi, miếng cước chùi nồi đó chính là miếng cước hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son không chỉ là chỉ xem không đâu, mà chúng ta còn có cơ hội nhận được một phần quà, đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất. Để nhận được phần quà này, chúng ta hãy trả lời câu hỏi sau đây của chị Hồng Vân. Quý vị khán giả, đây là câu hỏi của quý vị. Có một người chồng ở cặp đôi thứ nhất có sở thích gì? A. Chat với gái. B. Đi phượt. C. Cả hai sở thích trên. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Hãy trả lời nhanh, trả lời đại đi, biết đâu chúng không chừng. Và kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và ngay sau đây chúng ta sẽ còn gặp lại qua chương trình Ngàn Lẻ Một Chuyện nha. Và mỗi tối chủ nhật hàng tuần lúc 22:30 trên kênh HTV7, chúng ta lại gặp lại nhau ở chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.